Ngày 10 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đến dự và chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc có một ý nghĩa rất lớn lao đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước, thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh chủ động nghiên cứu, nắm và dự báo đúng tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để không bị động, bất ngờ, hóa giải nguy cơ từ sớm từ xa, chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh đến yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Nhấn mạnh yêu cầu đặt người dân là trung tâm trong quá trình phát triển, Chủ tịch nước lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên điểm lại những kết quả nổi bật trong 10 năm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư một nguồn lực khá lớn và tăng dần theo từng năm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều dự án kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp quân đội, công an, bảo đảm lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành và tin cậy, sắc bén trong hành động, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trong mọi tình huống. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cam kết về quyết tâm hành động, đó là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quán triệt cụ thể hóa nghị quyết 31, nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp và lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh phải gương mẫu về mọi mặt trong các nhiệm vụ quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững, xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề của xã hội, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo thành sức mạnh vững chắc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.